Quý vị chỉ cần biết một đời trước thôi cũng thôi mà quý vị đỡ lắm, quý vị bớt bao nhiêu phiền não đó. Đối với người chưa tu á, thì họ là phiền não, nhưng đối với người chúng ta đó, những người tu hành á, thì chúng ta sẽ đỡ biết bao nhiêu phiền não luôn. Tại sao? Vì quý vị sẽ buông được rất nhiều điều, quý vị buông được những cái vấn đề trong gia đình quý vị đó, giống như quý vị thấy thằng con đó nó tới mình, bây giờ mình cứ coi nó con ruột mình sinh nó ra đúng không, nhưng mà thực tế là mình thấy nếu mà quý vị có túc mạng thông quý vị biết nó ăn gian nó tới nó đòi à, biết nó là người nó thể khá là liên quan gì mình đó, nó có thể là không phải, nó có thể là một con vật hay con gì vân vân, hay là người nào đó tới đòi nợ, biết ông chồng của mình là cái ông tới đòi nợ của mình, tại vì hồi xưa mình ép ép người đó quá cho nên bây giờ tới họ ép lại mình, cho nên cái bình thường quý vị sẽ nở một nụ cười tức tươi đón nhận những quả báo hiện tại, và quý vị sẽ không bị vướng trong tâm nữa. À, quý vị biết những cái khảo đảo mà họ gây ra cho mình hoàn toàn là do nghiệp đời trước của mình cả. Đó, quý vị có túc mạng thông là quý vị khỏi hôm nay. Cho nên người tu hành á, bây giờ mình chưa có túc mạng thông thì mình sao? Mình phải quán như vậy. Mình quán quán biết là cái người này là tới đòi nợ mình nè. Đó, nợ thì có nợ tình, nợ tiền, đó, nợ mạng, đó, nợ gì thì trả nấy. Cho nên đời này họ ép mình. Đó, vô đi làm công ty cũng vậy, làm công doanh nghiệp, làm cho cơ quan cũng bị sếp ép. Tại sao? Vì trước xưa mình đợi quá khứ mình bị người ta ép mà, mình ép người ta mà. Uầy. Cho nên á, ai không có bị ép là cho, chẳng qua là mình do có phước mình lớn hơn. Đó, cho nên thời nay là gì? Đời người nói như hòa thượng là nhân sanh thù nghiệp. Đời người là đến là để trả nghiệp. Đó, vậy mà nhiều đồng tu á, vẫn không thoát được. Vì sao không thoát được? Vì vẫn nghĩ đó là thật. Rất đáng thương. Học Phật pháp lâu rồi không đổi được cái tri kiến. Cho nên là vẫn là tri kiến phàm phu, vẫn khổ à. Còn nếu quý vị có tri kiến được như như vừa rồi Thiền Trang nói đó, thì quý vị đỡ khổ biết bao nhiêu luôn á. Vì sao? Mình ở trong đời này thì mình thấy nhẹ nhàng. Thì họ đòi thì mình trả, đã trả thôi, tôi trả, hoan hỷ tôi trả, chấp nhận. Đòi tiền thì tôi trả tiền, đòi tình thì tôi trả tiền, tình à, nhưng mà ta tình nhưng mà trả trả là tình, đó là tình cảm nha. Chứ mà quý vị đem tình kia mà trả đó là coi chừng người đọa lạc luôn đó, phạm tà dâm cái gì đó là đọa, là đọa lạc nha. Cho nên là đừng có dại à, phải đời này ấy, mình đến đây ấy, thế gian này nó có toàn là mối đòi nợ nhiều à, báo thù thì nhiều. Hòa thượng nói mà đời này á, chúng sanh thời nay là đến trả ơn thì ít mà gì báo oán thì nhiều à, đến trả nợ thì ít mà đến đòi nợ thì nhiều, cho nên họ tới họ gây cho mình biết bao nhiêu khó khăn. Quý vị nếu muốn thoát ra thì quý vị biết được vậy, đằng này mình không biết luôn, nhiều đồng tu không biết luôn, đã vậy rồi mà còn tình nguyện trong đó còn sân hận để tức giận, rồi bằng thậm chí họ họ bị một cái gì đó là bắt đầu lo lắng rồi vân vân. Thật ra quý vị lo lắng thì được, nhân quả thì quý vị chưa tin đó, cho nên là thật là đáng thương. Cho nên nếu quý vị học được ở trong kinh A Hàm á, trong kinh gọi là kinh Tiểu Thừa, Thiện Tra thấy tại sao người học A Hàm đỡ phiền não hơn người học Đệ Tứ Quy. Lý do là trong A Hàm á, Phật dạy buông xả, nhìn thấu được cái vấn đề đó. Còn Đệ Tứ Quy quý vị học được cái gì nó trói quý vị. Trói là tình cảm thế này phải lo thế này kia. Còn trong kinh A Hàm á, là gì? Đức Phật tuy là vẫn có dạy, dạy cho người là phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người con, một người mẹ, người cha vân vân, nhưng Đức Phật luôn luôn dạy kèm là tất cả các pháp đều là vô thường, đều là không có bền chắc vân vân, nhân sanh nghiệp báo giống như là hai khúc cây dục trên dòng sông phần ai nấy đi. Mà Thiện Trang nghĩ là do cái chúng sanh thời nay nghiệp báo nặng thôi, quá đi phiền não nặng quá, chứ kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy vậy mà đúng không quý vị, của kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rõ ràng mà đúng không, nó đạo lộ bất đồng mà, hội kiến vô kỳ mà, nó rõ ràng con đường đi khác nhau đó, còn cái hội kiến tức là gặp nhau lại đó là không có kỳ hạn, rõ ràng như vậy đó.
rồi nào cha khóc con khóc cha, anh em vợ chồng khóc khóc lẫn nhau, nó đều có hết vậy hết đó mà không có làm, tức là phiền não nghiệp chướng quá nặng nên nó phủ lên mình. Kinh hàng ngày cũng đọc Vô Lượng Thọ, kinh ai cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ, ngày ngày đều đọc đọc mà không nhớ thì sao, nghiệp nó phủ quên hết à. Lúc đó kinh giáo đâu không nhớ đâu, cái toàn nhớ con tôi chồng tôi vân vân. Cho nên trong kinh, cùng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói con to ta tài sản ta, người ngu nghĩ như thế. Hoặc là có cái bài khác, con ta tài sản ta, người ngu sanh phiền não, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Rồi vậy mà vẫn nghe ra cuối cùng vẫn có ôm mua đó, thật sự đã đáng thương, cho nên vẫn phiền não bao nhiêu đó. Đa số đồng tu á, mà cho nên là mấy người mới sanh ra con á, mới nhỏ thì dễ buông lắm quý vị, tại nhỏ nó không biết gì hết trơn á, nó chỉ khóc lóc thôi. Nhưng mà nó lớn lớn nó bắt đầu nó biết biết chút là thương con lắm, thương con, thương thương cho được đến mười mấy tuổi đó, chừng 12, 13 tuổi gì đó đầu nó thay đổi, nó không nghe lời nữa đó. Giờ nó không thương mẹ cha nữa, nó không nghe nữa, bắt đầu càng ngày càng khó dạy, hết thương rồi, nhưng mà bắt đầu càng lớn nó càng khó khó dạy, lên 18 tuổi 20 tuổi càng khó, nhưng mà ráng ráng đợi mấy năm nữa bắt đầu nó có con mà mình có cháu á, lại thương đứa cháu nữa. Tại vì sao, đứa cháu nó cũng vậy, nó mới đầu sinh ra đời nó cũng mấy tuổi nó dễ thương lắm, rồi nuôi thêm mười mấy năm nữa rồi bắt đầu nó mới đầu ghét ghét nó. Cho nên lúc đó còn sống trên cõi đời nữa không quý vị, hay là đi rồi, rồi đi về đâu, sẽ luân hồi tiếp tục dài lâu, một đời nên trải qua thêm một lần bỏ lỡ cơ hội ra khỏi sanh tử nữa rồi. Vô lượng kiếp đến giờ cũng vì cái mấy cái nghiệp đó mà không ra khỏi sanh tử, giờ tiếp tục thật là đáng thương đúng không? Cho nên Đức Phật luôn luôn dạy người xuất đi tâm ra khỏi, có tâm xuất đi ra khỏi đi sanh tử đi, đừng đi vào con đường đó nữa, đó là con đường mê lầm lầm lạc xưa nay vô lượng kiếp rồi, hãy thoát ra. Nhưng mà người nghe thì không nhiều đó, trong gọi là khổ khẩu bà tâm đó, đắng miệng nhọc lòng đó. Tại nói miết mà không ai nghe, cho nên Phật cứ nói ai tài khả thương, thật là đáng thương thay, chẳng có cách nào. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng nói vậy mà đúng không quý vị? Cho nên nói hết rồi nhưng mà sao vẫn vậy thôi à, khổ đó. Thì sao, vì chúng ta quen theo cái phiền não nghiệp chướng rồi, thích đi theo dòng nghiệp đời mình chứ không muốn thoát ra, thật sự là không muốn thoát ra, cho nên không có cách nào, thì tự mình không có cách nào. Đức Phật nói trong kinh A Hàm mà, hãy tự thắp đuốc lên là mà đi, tự mình là ngọn đèn của chính mình, không có ai giúp được đâu, tất cả đều vì trợ duyên mà thôi. Nếu mà Phật mà giúp được, Phật đã giúp hết rồi, Phật chỉ trợ thêm duyên dạy thôi, còn làm hay không sao. Cho nên là gì, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói để chúng sanh khổ đi, khổ đã rồi nó ngán, là chán ngán rồi nó sẽ thoát ly, còn bây giờ chưa ngán mà chưa ngán ngán bây giờ cũng, đời này cũng còn có chút phước, cũng còn sung sướng mà, thôi ráng đi hưởng tiếp đi để đời sau nó khổ hơn nữa đó. Bây giờ nhiều gia đình nó khổ ớ là khổ đến nỗi không còn gì để hưởng được nữa, họ mới buông. Lúc đó là không buông cũng phải buông đó. Tại vì sao, buông không nợ có nắm nữa cũng không được rồi, khổ quá rồi không chịu nổi, lúc đó tâm tha thiết thoát ly. Còn bây giờ còn sướng quá mà chưa được thì thôi tiếp tục luân hồi đó. Nhiều người, đặc biệt người xuất gia ngày nay, tại sao họ không có tâm tha thiết giải thoát sanh tử, bị sướng cũng có sướng mà sướng, cho nên là không có thoát được. Cho nếu mà khổ rồi tự nhiên, nên tự nhiên có tâm tha thiết xuất ly thôi. Đời này dòng họ thích, dòng họ thích thích ca gọi là thích tử đó, rồi rồi cái quay 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 cái rồi con làm gì, mai mốt đi đậu. Hy vọng là đời là tương lai còn để tiếp tục được mang dòng họ Từ. Quý vị biết dòng họ Từ không? Dòng họ Từ tức là đệ tử của ngài Từ Thị đó, tức là ngài Di Lặc đó. Tương lai trong hội Long Hoa đó, tức là khi ngài Di Lặc ra đời đó, những người đệ tử của ngài Đức Phật Di Lặc được gọi là Từ Tử. Cho nên là lúc đó sẽ có dòng họ Từ nha. Ai xuất gia chắc là được đặt do Từ, chứ còn bây giờ là mình dòng họ Thích nên đặt Thích.
À, giống như thích thiện trang vậy đó, mai mốt là từ thiện trang đó, mà kiểu vậy đó. Rồi, cho nên là đó là điều không phải thiện trang nói đâu nha, Đức Phật nói trong kinh đó nha, Đức Phật nói trong kinh đó, Đức Phật nói trong kinh là mai mốt là đệ tử của ngài Di Lặc là người ta sẽ gọi là từ tử nha. Rồi, cho cũng giống như ta đây, đệ tử của ta người ta gọi là thích tử. Rồi, cho nên là quý vị thấy những điều này ráng ráng cố gắng, mà tương lai mình ra khỏi sinh tử đi, đời này ra khỏi sinh tử vãng sanh thì Tây Phương Cực Lạc, phải ôm chiếc thuyền này đến cùng, ôm cái bè phao cứu sinh cuối cùng này, còn không á mà lọt lại là khổ lắm đó, mai mốt rồi quay quay một cái là tới ngay, thời kiếp giảm bây giờ 70 tuổi rồi, tuổi thọ là người bây giờ 70 tuổi rồi, nó có thể giảm nhanh, không nhất định 100 năm giảm đi 1 tuổi đâu, có thể giảm nhanh hơn nữa đó, không biết được là nào lần đâu. Cho nên cái này á, tại Phật Phật không không có nói pháp đó là pháp bất định, mà Phật cũng không nói rõ, nó tùy nha, tùy trong thuyết, có thuyết đó là nói chỗ này nói chỗ kia, nhưng mà thiện nhân coi á trong kinh á thì thấy là Đức Phật cũng không nói rõ là 100 năm giảm 1 tuổi đâu, cho nên là cái chỗ có chỗ khác, chỗ nào khác nói nhưng mà chỗ đấy không nói như vậy, thì cho nên là cũng không có nhất định, tùy nghiệp thiện ác của chúng sanh. Chúng sanh mà làm thiện nhiều thì còn giữ được lâu, mà chúng sanh làm ác quá thì nó giảm nhanh thôi. Cho nên là đấy là một pháp không nhất định.